Hello cả nhà, chào nhà các ba. Chào cả nhà. Cả nhà mình nha, hôm nay bố con vừa tiếp tục đi đánh bè nha cả nhà. Hôm bữa con sợ quá cả nhà. Hôm con vừa đi đánh lại, hy vọng là ngày con sẽ may mắn như lần trước, cá đang mạnh như thế nha cả nhà. Tình hình thì nước cũng hơi nhập xâm nhập mặn nha, cá bắt đầu thấy yếu ăn lần, không biết sao rồi. Dạ, thì đầu bị nhiều chứ cũng gửi lời chúc tốt lành đến cả nhà mình nha. Chúc bà con chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống ha. Đó là cái điểm này nha cả nhà. Cá cha rất nhiều, vui vẻ thì đánh cá cha chủ yếu là cả nhà. Hôm nay thì sẽ đánh ngay chỗ này. Dạ, thì mình giới thiệu cả nhà mình vậy nha. Đi bè thì đi câu từ sáng đến tối, quay video hơi dài. Nhưng may mắn có cá nhiều thì sẽ chia đoạn video ra, bởi vì một lần đi câu được có một ngày thôi cả nhà. Tết có khi nào đi được 2-3 ngày lắm, vì cả nhà thông cảm nha, vui nha. Dạ, gửi chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều lo lắng, nhiều thành công trong công việc và cuộc sống luôn nha. Dạ, để vui tiếp tục ra cần, nếu một tí có cá ăn là tôi sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Hay là bè ăn ít nha cả nhà. Chúng không biết cá gì, biết. Biết cá mẹ không bác? Mày mày dính phải không? Tưởng đâu cá cóc không à? Gặt hết biết mạnh. Gỡ cái này cả nhà. Quá trời cá mẹ, sáng giờ phải cho con móm, sáng giờ mới có cá nè. Mà vô bẩn dính cá rồi cả nhà. Đi tuốt bẩn thì vô còn đi bên đây. Bự không? Dính nữa rồi cả nhà. Nãy bà Dũng kéo lên đứt con có 4kg. Ngồi xa quá, vô quay xa chắc cái video hơi mờ quá. Bự không? Quá. Ở đây có cuốn câu đi vòng ở bên. Ôi trời. Ba bốn ký không? Rồi. Nè bạn, nó luôn nữa rồi. Quá
cóc. Đen cả nhà, này còn không dính cá gì nhiều, được cá cóc này. Còn nó vỗ ngốc quá trời luôn, sáng thì xảy hai cá mất khóc luôn. Rồi đem lại thả vô gạo một. Đó, gặp cái đoạn cái ben ben này. Nặng không? Cốc cốc cốc. Bữa nay còn miếng cá gì gì không này cả nhà? Trời ơi, chán đời chưa? Rồi gỡ. Lên hàng anh em ơi. Ôi, có cá cóc nè, cho đủ quá thủ mấy cây cần câu ra. Cá cóc nghe quý vị. Nguy hiểm luôn á. Ôi, lỗi đọt cây cần câu con ướt nhẹp luôn kìa. Cá cóc. Cóc. Cá cóc mà nó kỹ mấy cây cần câu này chút mới được. Tao còn cái bí mật tao chưa đem ra đâu, chừng nào mà nó dính cá bự nó mới đem ra cho thằng Diễu hết hồn. Mấy ký ạ? À? Chừng 2 ký ngoài vậy. Cá nhỏ mà giật bổng gì? Rồi kéo miếng cần dữ gì đó hả? 3 ký không ba? 3 ký không? Ô, cái hoài 2 ký. Từ sáng giờ. Ôi con này có 2 ký ngoài. Phải không? Chịu ăn rồi đó. Rồi đánh giác mấy cần câu tôm lại ngồi ở góc này coi. Tôm gì đi câu không có chỗ nào câu dính tôm. Hai thằng quần không biết câu trong đó dính đâu mà nó kích trong cái chồi giống nãy giờ. Bạn cá lên thử coi. Trời ơi nó lên nó góp kìa bơi. Góp lại rồi. Wow. Con này có 2 ký mấy rồi cả nhà. Không phải Hugo ở đây.